Mến chào các bạn, chúc các bạn luôn an vui và hạnh phúc. Trong vũ trụ bao la có nhiều điều chúng ta đang sáng tỏ dần. Sự chân thật nhất về con người, về trái đất, về vạn vật xung quanh mình. Sự chân thật đó sẽ dần được hé mở bằng các giá trị nghiên cứu của nhà khoa học hiện đại. Và khi loài người có văn minh lên cao, thì ánh sáng thiên nhiên sẽ giúp chúng ta đón nhận được các giá trị mà con người cần có được, để xóa đi những mê lầm mà chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bao trùm lên hành tinh, trong vũ trụ là trường năng lượng chúng ta đã ứng dụng và sử dụng để phục vụ những mục đích sống của con người. Năng lượng đó cũng được tiềm ẩn ngay trong mỗi con người của chúng ta. Chúng gắn kết và vận hành từng tế bào, từng cơ quan, hệ cơ quan hay trong toàn bộ sự vận hành thống nhất của cơ thể mình để duy trì và biểu hiện của sự sống. Mỗi chúng ta có tần số năng lượng rung động khác nhau, tạo nên những giá trị khác nhau của mỗi con người. Theo nhà bác học Pythagore, cùng cộng sự của ông thì mỗi con số mang tần số rung động vũ trụ riêng. Và các con số không nói dối, có sự gắn kết sâu sắc kỳ diệu giữa con số gắn liền với tính cách đặc trưng của mỗi con người. Đó là con số biểu lộ tính cách và các sự kiện mà con người trải qua trong đường đời với độ chính xác đáng kinh ngạc. Do vậy, vũ trụ đã ban tặng cho chúng ta một trường năng lượng riêng được ẩn chứa trong đường đời của bạn. Hôm nay, Huệ Hoan Hỷ sẽ chia sẻ cùng với các bạn về những tinh chất của đường đời số 1 hay còn gọi là số 10. Khi nói đến đường đời số 1, chúng ta nói ngay đến những tinh chất đó là độc lập, tiên phong, quyết đoán và lãnh đạo. Những người mang con số 1 đường đời sẽ có biểu hiện những tính cách sau. Tính cách đặc trưng của họ đó là người có tính độc lập, tự chủ cao, có sức mạnh nội lực, kiên cường, mạnh mẽ, vượt qua mọi thử thách, có sự bộc trực, thẳng thắn, quyết đoán, thích đi tiên phong, dám quăng mình vào các hoạt động khó, là người có trách nhiệm cao, có mục tiêu rõ ràng. Và người ta ví người mang con đường đời số 1 giống như một người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ và bản lĩnh. Người đó luôn là tự tin là chính mình. Trong công việc, những người mang con đường đời số 1 là một người đa dạng về ngành nghề. Nếu như xét về khoa học, sáng tạo, công nghệ thì họ cũng là những người luôn đi tiên phong. Xét về kinh doanh, về quản trị là những người đứng đầu các tổ chức, doanh nghiệp, dám nghĩ, dám làm. Về chính trị gia thì họ là những nhà lãnh đạo xuất sắc hoặc là những nhà lãnh đạo công tâm. Trong tình yêu, người mang con đường đời số 1 luôn mạnh mẽ, quyết đoán, thích chi phối, chỉ huy đối phương của mình. Do tính cách mạnh mẽ nên thích nghi với những người mang con số 2, con số 6 là những người thiên về tình cảm, gia đình để có sự hỗ trợ, bổ trợ lẫn nhau. Vậy trong tình yêu thì những người mang con đường đời số 1 cũng nên tìm những người có thiên hướng về tình yêu, cảm xúc về gia đình thì sẽ hòa hợp hơn. Lưu ý, cần duy trì một tinh thần lạc quan và ở mức cân bằng, bởi người mang con số 1 có nhiều lúc không ổn định về cái giá trị tinh thần của mình. Lên cao quá, hưng phấn quá thì cái tôi và bản ngã sẽ phát huy một cách tối đa, nhiều khi sẽ không đạt được mục tiêu. Hoặc khi xuống thấp quá thì tinh thần của họ sẽ bị lao dốc và sẽ không kìm lại được. Bởi vậy, khi lên cao quá hay xuống thấp quá thì người mang con đường đời số 1 cũng đều không có lợi cho chính bản thân mình. Và đây chính là một trong những thứ mà người mang con đường đời số 1 cần phải duy trì sự ổn định về tinh thần và luôn có một ý niệm: cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, bởi có sự trải nghiệm mới có kết quả, có bài học và có kinh nghiệm. Bởi vậy, người mang con số 1 hay con số 10 đường đời là người sinh ra để làm lãnh đạo, để dẫn đầu. Và những người mang con tính chất số 1 luôn luôn là người chủ động trong mọi hoạt động. Và xin chúc mừng các bạn có đường đời số 1 và đường đời số 10. Bởi vì đường đời số 1 hay số 10 thì đây là do cái sự cộng lại. Nếu như để con số 10 chúng ta có gắn kết một con số 0
Con số công ở đây người ta gọi là con số thiên biến vạn hóa, có nghĩa nó có sẽ giúp cho chúng ta có được cái sự năng động trong mọi vấn đề. Nên khi chúng ta kết hợp giữa con số 1 với con số 0 thì tạo lên một cái sức mạnh lớn hơn và có một cái sự phù hợp thích nghi hơn. Vậy xin chúc mừng các bạn khi các bạn đã nghe được những tinh chất của con số đường đời của mình, các bạn sẽ biết vận dụng và biết ứng dụng để phù hợp hơn. Khi chúng ta có những tính cách đặc trưng vậy thì chúng ta sẽ có được những cái giá trị tiềm ẩn trong mình và mình cần tìm lại chính mình để phát huy cái điều đó. Và cũng xin chúc các bạn có con đường đời số 1 cũng như đường đời số 10 luôn luôn đạt được những mục tiêu ước mơ của cuộc đời mình, bởi vì đây chính là vũ trụ đã ban cho các bạn những giá trị tiềm năng, và những giá trị này các bạn biết phát huy, chúng ta sẽ thành công trên con đường đời của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.